Hồi đầu thì vợ tôi nấu cho tôi ăn. Hồi đầu tiên mới về đéo nuốt được. Nó nhạt hơn cả nước ốc. Mình hồi đầu mình bảo là cái này là em canh này là canh nước ốc hả em? Anh nói kiểu gì đấy? Nấu cho mà ăn đã mừng lắm rồi. Không hiểu quái làm sao rồi. Nhà bên kiểu chắc là nhà cụ văn hóa. Văn hóa mới đi ăn nhạt. Ăn nhạt. Về nhà mình ăn mặn. Bà cứ thế nấu thế thôi. Em ăn tuần đầu tiên nhá, mình có cảm giác là cứ tình hình như này nhá. Là mình chết mẹ vì bệnh biếu cổ. Ăn nhạt thỉnh thoảng mình bí mật mình mở bếp ra mình ăn mấy hạt muối vào. Không mình chết mẹ mất. Cứ sợ biếu cổ mẹ nó cùng một cục với này. Lại đi mổ căng. Thế là bảo thôi em phải nấu mặn lên. Thế là tuần sau nhé. Tuần sau thì cũng nấu mặn lên thật. Tức là các nhà khoa học người ta tính rằng là một năm ấy thì một người phải ăn hết 5kg muối. Vợ mình cho mẹ ăn một bữa luôn. Tức là ăn một bữa này nhé. Cả năm không phải ăn cái muối đâu. Đéo lo biếu cổ luôn. Nó mặn đến nỗi mà cái nước rau nhá để lại làm nước chấm được. Nước rau xào ấy, để lại nước mắm được. Quá mặn luôn. Nói chung là càng về sau càng ngọt hơn. Nhưng mà kể cả nấu không ổn nhá, chê là ăn chửi SML ngay. Mai nhá, tự đi mà nấu. Tự đi mà nấu nhá. Thuê con nào về mà nấu. Đây không sẵn. Tôi là vợ anh chứ không phải nhà tư vấn dinh dưỡng nữa anh không. Với va vớ vẩn. Đấy, nói chung là lấy vợ là do hên xui nói mới thôi. Các cụ nói là đúng. Mà đa số là xui. Chứ mẹ không có thấy ông nào nói là tao lấy vợ hên lắm. Tao lấy vợ xui lắm. Mẹ nó thằng nào xui nhỉ? Ông tơ bà Nguyệt thì đấy. Không hiểu sao lại lấy phải. Không, lấy về không hiểu sao lại lấy phải. Mẹ nhục thế cơ. Em rằng 90% là do xui. Xui dại chứ cái gì đâu. Nói chung cứ phụ nữ nấu ăn là anh em phải khen. Kể cả nấu dở ấy, từ lúc yêu chăng nữa mình đều phải khen cả. Vâng. Bởi vì nhưng mà lại khen á, lại phải có nghệ thuật nhá. Khen cũng phải có nghệ thuật. Chứ theo mẹ mày cá mà kho ngon nhá. Mà khen một cái nhá, cả tháng cá. Đúng. Mà chồng em bảo khen em bảo cái này em làm ngon lắm, ngon thì ăn hết đi. Tôi chết mẹ mình rồi, ăn một miếng đâu chuẩn bị đi ấy rồi. Đấy, mẹ hơi bị căng đấy, bởi vì các bà nghĩ là khen là thật lòng mà. Có ai biết đâu, mình khen lấy lệ thôi. Nhiều lúc mình phải lừa mình bấm điện thoại cho bà ấy chạy vào kia, bà ấy nghe mình ra mình nhổ bí mật mình thủ tiêu đi. Thế bảo anh bấm điện thoại có việc gì đấy, bảo anh bấm nhầm. Thực tế là mình lấy lý do mình chạy ra mình nhổ cái miếng ở trong mồm đi thôi. Mẹ cho nó gọi là đỡ, gọi là chạy lòng. Mình có thằng bạn nhé, anh có ông bạn. Ông cưa mà em 9x. Thì mình bảo là mẹ, nếu nó mày đến nhà nó ăn cơm, ông được mời ăn cơm. Mày khen chết cụ nó cho ta. Mẹ thế đến chưa ăn đã khen rồi. Mẹ kiểu xung quanh nó bố mẹ thì ui dồi ôi, trong nhà bác bát đũa đẹp thế. Ở đũa quả hình con rồng này. Chưa bao giờ cháu nhìn thấy. Xong cháu này còn gì nhở, đĩa nhà bác cũng đẹp nhỉ. Tăm cháu xưa xỉa thôi. Chắc là cũng đẹp. Đẹp luôn. Mà còn mùi quế nó thì phải. Chắc là do hội tăm tre người mù đấy mà. Đấy, em nấu món gì đấy? Ủa thịt bò em làm ngon thế. Thế là con đấy nó trợn trừng mắt lên. Bò nào. Thịt gà ta rang gừng thịt bò nè. Con này nó rang một cái đĩa thịt gà như đen thui như thịt bò. Mẹ còn đĩa gân bò ấy. Gân bò ngon thế. Cái này mà có rượu, nhắm rượu thì ngon lắm. Mẹ chết dở. Đấy, lần sau phải hỏi trước là mẹ, em làm món gì đây? Đấy. Nhiều con nó còn chơi mà anh đoán đi. Bố anh chẳng biết em làm món gì thôi mẹ. Mẹ vớ vẩn mang ra ngoài hàng xóm nó ăn, nó còn khung nó không còn đánh rồi, nhưng mà hỏi em đoán đi. Ok, chúng ta sẽ vào bản tin thứ hai của bản tin vừa rồi, lại bản tin giáo dục, bởi bản tin lại giáo dục thứ hai. Tin này, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo chấm thẩm định và phát hiện rất nhiều bài thi phổ thông Trung học phổ thông quốc gia 2018 được sửa điểm, hàng loạt thí sinh ở 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình bị phanh phui được nâng khống điểm lên cao khủng khiếp, thậm chí có thí sinh được nâng gần 27 điểm tổng 3 môn 1 điểm thành 26,45 điểm. Nâng 25,45 điểm. Ông này thánh. Danh tính các thí sinh nghề nghiệp của cha mẹ cũng được công khai khắp các phương tiện truyền thông, đến hiện tại vẫn còn 20 thí sinh Hòa Bình và 17 thí sinh Sơn La trong diện sửa điểm nhưng chưa thể xác định được.
tức là vẫn có 37 đồng chí vẫn nằm trong đống dơ. À vâng. Những thí sinh còn lại hầu hết bị đuổi học, những thủ khoa, á khoa được nâng khống 20 điểm, đỗ đại học Y, đại học Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, vân vân. Nó học dốt như thế mà lên những cái trường nó học cái nào nhỉ? Thì ngày xưa anh vào xây dựng học khó chết mẹ, xong mình cứ tưởng học lên đại học học dễ rồi. Ôi rồi nó học khó vãi cả đái chứ không phải mẹ, học dễ đâu không ạ. Ngày xưa cái thằng thổ tả nào nó cũng dặn em. Nó bảo lên đại học chơi lắm, thôi. Chơi là chính thôi. Có cứt mà chơi ấy. Học khó vãi đái, ngày xưa học mẹ lý rồi, hóa. Học mẹ toán lý hóa cấp 3 đã khó rồi nhá. Lên đại học nhá, phải nhân lên 20 lần nữa. Đấy, học toán, học ma trận định thức rồi xác suất thống đủ mọi thứ mà trái biết sao làm cái đấy gì. Toàn thi lại học lại mà nó khó lắm. Bọn anh ngày xưa học mẹ lý cơ. Lý là lý chuyên ngành nhá. Bọn em cơ đất anh... nền móng rồi bọn anh còn cái môn sức bền vật liệu, sức bền đủ thứ, còn học vật lý kiến trúc, học âm thanh ánh sáng. Ôi mẹ, nó khó bố khó. Mẹ đúng không, thằng nào bảo dễ tạ chết cụ mày. Lên học khó vãi đái, nó cứ bảo lên đại học thì chơi thôi. Học quân sự còn khó nó chứ phải học quân sự còn thi lại. Mẹ nó, cái thằng nào ngày xưa mẹ làm em thi lại ngập mặt lên. Ông nào ông bảo chắc lên quân sự thì 1-2-1 thôi. Có cứt đi mà 1-2-1, ông nào vào trường xây dựng mà học. Mẹ nó toàn học xây dựng nhá, xây dựng nhá, nó tính đường đạn cơ. Tính đường đạn rơi bao nhiêu, xong rồi phá nổ, xong nó giao cho mình một cái hào CKC, xong nó bảo phải xây hào như nào để cái bom nó rơi xuống nó không bị người ở trong không bị thương. Xong rồi nó bảo là giao cho mình cái xe tăng, xong rồi nó giao cho mình một cái đống đất, xong bảo là đặt bộc phá như nào để xe tăng ấy nó leo được qua đống đất để nó nổ sụt đấy. Khó kinh. Xong rồi nó bảo nó lại giao cho mình cây cầu như này, nó giao cho mình một đống chất nổ TNT, xong rồi đặt những mố cầu nào để tiết kiệm chất nổ nhất mà sập hết cái cầu. Ôi mẹ, ngày xưa học khó kinh như được. Ông quân sự đấy. Quân sự đấy à? Để ông ra trường ông làm sĩ quan luôn đấy. Toàn phá nổ, tính đường hầm, tính đủ mọi thứ trên đời, khó vãi đái. Thì lại quân sự là bình thường. Đấy, thế mà ông này ông học như này mà ông vào trường cứ quân sự ông học thì ông học thế nào được. Tổng 3 môn 1 điểm, 100. Học với con sự học khó lắm đâu, phải học đơn giản đâu. Tài. Thế mà ông cũng liều mạng học thủ khoa. Vâng. Và ông vào trường đấy thì trong ông thi lại hết các môn mất. Chết giả. Thôi nhưng mà thôi, trong chương trình này tổ buôn sẽ không nói về đâu vì xã hội nói quá nhiều rồi. Vâng. Tổ buôn chúng tôi quyết định viết một tâm thư của các học sinh vì chưa bao giờ các em đứng trước một cơ hội để được bật lại phụ huynh như ngày hôm nay. Ai, tâm thư như sao? Tâm thư rất xúc động. Vâng. Các em học sinh thân mến, các em đang đứng trước một giai đoạn lịch sử, chưa bao giờ các em có cơ hội bật lại phụ huynh như lúc này. Hãy bật TV, share các bài báo, bản tin về việc chạy điểm nêu trên cần thiết thì in ra. Rồi đợi lúc ăn cơm các em hãy nhẹ nhàng đập xuống bàn và nói bố mẹ, đây bố mẹ đọc đi, đúng không? Bố mẹ thấy chưa, lúc nào bố mẹ cũng lấy mấy cái tấm gương học giỏi hạnh kiểm tốt với thi Olympic ra và đấy mày xem, con nhà người ta có mát mặt bố mẹ không? Đấy, mỗi lần đi học bố mẹ cứ dâm cả mặt xuống. Bố mẹ có bao giờ đặt tình cảm là vào bố mẹ nhà người ta không? Đúng không? Con người ta thì như thế. Bố mẹ có bao giờ đặt là bố mẹ người ta như thế nào không? Chưa bao giờ bố mẹ đặt là bố mẹ người ta. Đấy bố mẹ xem, học dốt không phải lỗi của con. Gen nhà mình nó thế. Đứa nào chẳng muốn học giỏi. Gen nhà mình nó thế. Không phải tính học dốt đâu. Con đi học muộn bố mẹ cũng chửi. Điểm trung bình cũng bị chửi. Quên vở bị chửi. Nói chuyện trong lớp cũng bị chửi. Bố mẹ thử nhìn bố mẹ nhà người ta mà xem. Vừa là quan chức nữa, lại giàu có đó. Lại thương con. Đấy, quan trọng là thương con. Con người ta học dốt như chó ấy. Còn không điểm không? Vâng. Mà người ta có chửi, mà bố mẹ người ta có chửi câu nào đâu. Thậm chí bố mẹ người ta còn động viên nhé. Để bố chạy cho con vào đại học. Mà thích vào trường nào? Mấy cái trường vớ vẩn vứt. Vứt. Mà thích vào thì Y nhá. Sư phạm nhá. An ninh. Học về an ninh nhá. Quân sự nhá. Cái gì? Mày vừa bảo trường đỗ thôi á. Bố mày là chủ tịch mày đòi đỗ thôi á. Thủ khoa cho chết cụ mày đi. Phải hoành tráng như thế. Bố mẹ người ta nó phải chư thế. Đấy bố mẹ thấy không? Đấy vụ việc vỡ lở hết. Mà có thấy ông quan chức nào trách mắng con cái đâu. Bố mẹ người ta nào có tự nhận sai lầm rồi từ chức đâu. Đấy. Tất cả bố mẹ người ta đều đồng thanh bảo tôi thấy rất buồn. Con bị đuổi học thì vui thế đếch nào được mà chả buồn.
Mất hết uy tín và danh mất dự. Mất hết uy tín và danh dự đấy. Có trách mắng con không? Trách đâu? Trách bản thân thôi. Không, trách bản thân và trách cái thằng nó nâng điểm cho mình. Mẹ mà cụ có bọn nâng điểm. Nâng đéo báo gì cả. Bất ngờ vãi đáy. Lúc nhận tiền thì đã nói rồi, mẹ nâng thì báo với anh một câu. Chú cầm đấy, nếu nâng được thì báo anh một câu. Còn không nâng được thì giả lại. Đột ngột chú cho nó thủ khoa thì bố vẫn bất ngờ. Mất hết cả uy tín danh dự. Đấy. Qua việc này, con muốn nhắn nhủ với bố mẹ rằng không có học sinh dốt. Chỉ có bố mẹ không biết chạy điểm. Không có học sinh gian dối. Chỉ có bố mẹ chúng nó là gian dối. Thưa các em học sinh, tôi rất mong các em hãy chia sẻ clip này để bố mẹ các em xem và hiểu. Con cái thì không chọn được bố mẹ. Nhưng bố mẹ thì có quyền chọn trường để con làm thủ khoa. Quyền hết ở bố mẹ, không phải thuộc về con. Đúng rồi. Nói chung là anh em mình cũng hay được gái khen. Nhiều lúc mình đi ra đường, nhiều em khen bảo Trung Anh giống Brad Pitt ấy. Mình vênh ngay mặt lên mà Pitt là thằng nào. Đấy, về nhà hôm sau xem mọi người, mình về là công nhận Pitt giống anh phết. Mình to cao đẹp trai mà giống bình thường có gì đâu. Oai à? Khiêm tốn mà nói. Ừ, khiêm tốn mà nói. Mình còn bảo không biết Pitt là thằng nào. Hay là hoành tráng. À, nói chung là nhiều lúc đi cơ gái hay gặp may. Nhiều khi mình không giống minh tinh màn bạc nhưng mình giống bố này, ông nội, ông niếc ấy, nhà ấy, tự nhiên ông nhìn thấy thân quen lắm. Mà anh giống cụ nội nhà em thế, cụ cưng em lắm. Hồi bé có cái gì ăn nhá, cụ ăn hết xong cụ kể lại cho em nghe. Tức là may lắm mà giống họ hàng, nó tự nhiên nhìn thân thuộc. Đấy là cũng có một cái lợi thế. Mà lắm ông, lắm ông xấu chứ. Mẹ xấu chứ, như thằng đi giao gà. Cũng được khen. Thế tài. Nói chung là nhiều đứa con gái nó ế lòi tù bà ra nhá. Là mắt nó rất có vấn đề. Có trai cũng thế. Ông nào khi đã ế là mắt, vâng, óc thẩm mỹ rất có vấn đề. Đúng không? Ngày xưa mình ba mấy tuổi mình chưa lấy vợ nhá. Ế lòi tù bà thì mình ra đường gặp con não như Angela Jolie. Xinh vãi cả đái luôn. Nó khao khát kìa. Nó khao khát quá thì nói chung là nó ảnh hưởng đến não. Ảnh não ảnh hưởng đến mắt mình lúc, ảnh hưởng. Lúc đấy là nhu cầu nó không cần phải sinh nữa. Không phải nhu cầu là gái sinh nữa. Mà gái là được rồi. Mà gái là được rồi. Bỏ mẹ chứ sinh đi. Thế mình càng... Tuy nhiên là nhiều đứa con gái là nó khen, nó lấy lòng mình thôi. Thì nó chỉ cho mình, nó lừa mình để mình máu. Bởi vì anh em mình biết thừa rồi đấy. Anh em mình ăn rau muống. Làm sao giống được bọn nó ăn kim chi được. Da mình nó tai tái là như là da... Da thì tái. Da chỗ tái. Vâng, da thì tái. Nó không thể trắng như cái bọn... Trắng như bọn nó ở bên lạnh, gọi là Hàn Quốc xứ lạnh mà. Nên nó da nó trắng như mông... Mông em bé. Mông em bé được. Mẹ chắc định như thế. Đừng mắc mưu, thua chí. Đàn bà là căng, mà nó khi bập vào, cưa xong rồi tán xong rồi về lại vỡ mộng. Tối mẹ hôm nó bật Big Bang nó xem hỏi tốt vào thằng nào nhìn tí té ngựa ra. Nó bảo thế mà ngày xưa bà bảo giống tôi. Nó ra nó xấu thế này. Không tôi béo trắng ra thế này. Ôi thì muộn rồi. Mẹ lỡ rồi. Dù sao thì nói chung anh em cũng đừng tin. Nói chung anh em mình giống bố anh em mình là mừng rồi. Giống bố anh em mình là quá mừng rồi. Còn khi một khi mà con gái họ đã khen động viên nhé. Là có phải cảnh tỉnh đấy. Cảnh giác ngay. À không, anh em mình nên học tập bọn con gái về cái kiểu cái trò khen, gọi là khen xã giao này. Mẹ nhìn em nào cũng bảo ui dồi ôi em ơi em xinh lắm, trông em như diễn viên Nhật Bản Mario Ozawa ấy. Em chưa xem à? Ui dồi chưa xem á? Ui đóng phim hay lắm mà dễ hiểu. Không cần phụ đề. Tối anh gửi link cho. HD không che luôn. Đấy. Còn nếu mà đứa nào nó khen mình là giống K-pop, mắng ngay. Anh ghét nhất bọn K-pop. Anh thích là J-pop. Nhật Bản. Em đã xem ca sĩ Tokoda của ban nhạc JAV chưa? Ông ấy hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai kinh khủng. Mà ông ấy đóng phim hành động hay lắm. Chuyên hành động luôn. Võ thuật. Ông ấy chỉ nói chung em mà xem, không bao giờ em bỏ một tập nào. Để tối nhá, anh gửi link cho. Đấy, xem xong rồi nói lại với anh. Mẹ, toàn tài đúng không? Toàn tài. Đa tài lắm. Mà khỏe chứ, mẹ cứu cuối chứ mấy ông Hàn Quốc luôn.
đấy, nên là có hai link xem có phải về sau nó dễ không, nó dễ kết nối, nó dễ kết nối không? Đấy, mai thì bảo ủi cái phim anh xem gặp nhau toàn bàn luận về điện ảnh. Em mở ra đầu tiên là cảnh ông dâu sổm ăn chuối đấy. Tóm lại anh em thân mến thì nói chung là những cái trò khen dã giao này nó cũ rồi. Em cứ đừng mắc mưu. Có ba thứ anh em không nên tin vào phụ nữ. Đó là avatar là một này. Lời khen này. Đấy, giống nào. Thứ ba là cái gì? Câu nói kinh điển. Đây là lần đầu của em. Không, ba cặp ba trường hợp không tin. Không tin luôn. Sách dép đứng dậy. Giả dép bố về luôn. Sách giày. Sách giày. Hôm nay đang quảng cáo. À đúng rồi, sách giày. À, sách giày đứng dậy. Nói đến giày. Đấy thì cũng quảng cáo với anh em văn phòng là tôi đang đi đôi giày là GL21. Vâng. Đấy. Đôi này thì là da bò tự nhiên nhưng mà dập vân nổi là dân vân da chân đà điểu. Đà điểu. Cái này có tác dụng làm cho khác biệt này, làm tạo dáng này, chống nhăn này, chống xước này. Chạy nhanh hơn, chạy mà nhanh như đà điểu. Con gái nó khen ý. Chân này như đà điểu. Chân dài đúng không? Chứ là giày này dân vân đà điểu. Mấy nó độn gót. Nó độn gót. Độn gót cũng cao. Cái này đang được 5 phân. Vâng. Đấy. Thì mặc dù không liên quan nhưng đấy là kết thúc của cái tiết mục quảng cáo. Vâng. Còn đôi giày này nữa. Nếu mà bọn tôi quảng cáo lâu lắm. Bọn tôi quảng cáo rồi. Từ năm ngoái. Anh em cần tra lại. Vâng. Là xong. Là xong. Đôi này chính là đôi tôi đi ở cái số không nhớ. Để quảng bá thương hiệu của bạn trong video, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ phíanhtuấn1993@gmail.com.